Coi Eo La của mommy giỏi chưa? Công chúa chứ không chịu Eo La à, công chúa đang làm gì đấy? Đang trong nhà của mẹ hả, chứ không phải trong nhà của Eo La hả? Ở bên này nó tiện ha, nhà nhà chưa dơ á, xong rồi nó có cái đồ lên như vậy nè. Ở dưới này cứ mỗi lần nó dơ là mình thấy cái miếng ở dưới này đó, cái thùng nó đây nè đó. Cứ một miếng như thế này là lót ở bên dưới, cái nó dơ cái mình lại thay đó. Cái này là nó giống như kiểu bông gòn á, cái này để lên rác khô. Còn nó mình lên xong cái khô rồi mình muốn sạch mà bóng thơm đó thì mình sẽ làm cái này. Cái này nó cũng giống y như này nhưng mà cái này nó khô à, cái này thì nó ướt à, cái bông này bên này thì nó mịn nó ướt à, rất là tiện đó. Hôm nay thì nhà mình là đá về, đá này đặt phải mấy tuần rồi anh Ngâm nhỉ, gần tháng à đó. Mua đồ giờ chán nhỉ, chờ đợi mỏi mòn. Mỏi mòn đá nặng lắm nên là phải nhiều người khiêng, bốn người đây, ba người, bảy người cơ mà, bảy anh trai lực lưỡng. Đá này mình cắt nó theo cái khuôn này, mình chỉ ráp lên cái là xong không ta, nhánh keo nữa không? Keo chặt lớn cái keo. Cái này là dụng cụ của các anh mang tới. Đá. Mới đá chứ. Đây chờ nó vô nó bắn thấm, bắn thấm đi qua, đã đi qua, đã đi qua, anh đi tiếp luôn. Mình cái này làm bằng lưới mà già mình quen quá, mình biết rồi, mới dạy vậy. Đấy. Nhiều người ta hả? Cái bếp nè, đây có thêm 2 3, nói chung là 3 miếng là chính á, còn mấy miếng này nhỏ à, 1 2 miếng nhỏ vậy đó, 6 năm rưỡi mắc ha. Không phải, cái này không phải, cái kia rồi.